Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng thứ hai, ngày 1 tháng 4 tháng 4 năm 2024. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu mùa xuân 4 ngày. Và hôm nay là ngày cuối của khóa tu. Và đây cũng là buổi pháp thoại cuối. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Mấy ngày nay ngủ được không? Ngủ quen chưa? Ai chưa quen? Ai chưa quen ở lại ngủ cho quen. Thưa đại chúng, hôm nay chương trình mình có thay đổi một chút. Tức là sau khi mình nghe pháp thoại sáng nay xong thì Chư Tôn Đức Tăng Ni sẽ vân tập đại chúng đứng yên tại chỗ, rồi chúng ta làm lễ bế mạc luôn. Sau đó chúng ta sẽ xuống trại đường dùng cơm và kết thúc. Như vậy nó sẽ gọn hơn, khỏi quý vị khỏi đi tới đi lui. Sáng nay Pháp Hòa được mấy câu hỏi của các bạn trẻ gửi vô bằng tiếng Anh. Giờ xin đại chúng cho Pháp Hòa trả lời mấy câu này cho xong. Hồi nãy Pháp Hòa ra tới đây rồi thì bắt gặp quả tang ba người, hai ông tiểu với một chú nhỏ đứng xù xì với nhau. Ông kia thì đặt câu hỏi, một ông thì viết câu hỏi, xong còn sợ Phú Hòa không hiểu câu hỏi còn vẽ. Câu hỏi là: Why was the Buddha had not bald like you, thầy? Nghĩa là thầy, tại sao Đức Phật không có trọc đầu giống thầy? Sợ Phó Hòa không biết trọc đầu là cái gì, vẽ cái đầu trọc này. Vẽ xong không biết cái gì còn lấy mũi tên chĩa vô nữa. Rồi còn thêm câu hỏi là: Oh, what are 32 tướng tốt? Viết tiếng Anh xong sợ Phó Hòa không hiểu, mở ngoặc tướng tốt, đóng ngoặc. Cảm ơn Trung Tài. Trung Tài viết tiếng Việt tướng tốt đàng hoàng. Sợ thầy không hiểu tiếng Anh, viết mở ngoặc ảnh nhớ lộn, nhớ có 31 tướng à. Pháp Hòa ra Hòa gặp rồi nó không, Phật 32 tướng là ảnh lấy cái viết ảnh sửa là 32 tướng. I will meet three of you separately. This is a big question. Thầy sẽ gặp ba đứa con để giải thích nha. Mình giải thích riêng thôi. Mình giải thích riêng thôi. Giải thích đây mấy người này biết mất công. What are the 10 directions? 10 phương là gì? The main 10 phương là the 10 directions. First of all, we have the 4 main directions, right? North, south, east, west, northwest, southwest, northeast, southeast, up and above. Đông, tây, nam, bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, phương trên, phương dưới, gọi là mười phương. Hiểu ý không? Mười phương. Trong kinh A Di Đà đó nói có sáu phương thôi. Nhưng mà đúng ra là mười phương, nhưng mà lấy sáu phương chính, phương trên, phương lấy sáu phương đông tây nam bắc, đúng không? Phương trên phương dưới là sáu chính, rồi bắt đầu mới tới đông nam, đông bắc tây bắc. Đại ý là vậy. So again, north, south, east, west, north east, south east, north west, south west, upper and lower, up and below. That is the 10 directions. And the 10 directions also symbolize for many afflictions that we attain in ourselves. So once you overcome all your afflictions, you meet the Buddha paradise. Trong kinh hay nói vậy, mình quá 10 muôn ức cõi thì mình sẽ gặp được Phật Di Đà, là Phật Dược Sư vậy đó. Thì quá 10 muôn ức cõi nghĩa là mình đi qua được 10 cái căn bản phiền não của chúng sanh. Thì thật sự là vậy thôi. Khi con người mình không còn phiền não thì cái gì nó có mặt? Hạnh phúc, an lạc. Thành thử ra trong kinh nó dùng cái từ là
đi qua khỏi 10 muôn ước cõi sẽ gặp cái thế giới của Phật đó, Phật đó. Thì đi qua đó là trải qua là gì? Mình phải experience, kinh nghiệm qua khỏi cái 10 cái khổ đau đó rồi thì mình sẽ thấy được cảnh giới của Phật. Phật là ví dụ thôi. Người nào mà gặp cảnh giới khổ đau nào rồi thì mình qua được một cõi. Và từ đó về sau không bao giờ mình nghĩ tới mình sẽ nhúng cái chân mình vô cái cõi đó nữa, là mình thoát được cõi rồi. How do I become closer with my friends? This means you really want to make friends. That's good, because when you have the intent to make friends, more better than you make enemy. Friends mean the one who able to know you and understand you. It's nothing wrong to have friends, but we may have some friends that we can share, and we friends we only socialize. A few days ago, I have a young brother. When his friend left, he cried, and he asked Thầy, why I have that much emotional? And I told him that when I heard you cry, I'm happy, because that means in you, in your heart, you have a beautiful heart, and you have a lot of compassionate. That's why you love and you miss. So when you have emotional, it's nothing wrong. But we should know what kind of emotional in order to call the right name. And you don't have to control, but you know how to manage. You love somebody, but you know how to manage your love. Because the more you hold, the more you heavy. And one day you're unable to hold anymore, you explode. But when you have emotional, you can express. And then when you express, you have a chance to share what you want. So when you have emotional, when you cry for your friend, etc., that means in you, you still have a very warm heart. But we should know that what kind of friends we need. There are lot, you can know thousands of people in the world, but you only need one best friend, because that person can share with you anything you want to share. When you share with that person, you have nothing to worry, because he is the one who is able to keep your secret. And that based on the Buddha's teaching, there are 7 things we can inform, we can define about a good friend. And one of that 7 is that person able to hear your secret and keep your secret. That person can listen to you attentively without any judging, without any reason, but he listen completely with understanding and love. So when you get close to your friend, you can close, but you know how much you can close. And in order to, if you are very easy to emotional, then make sure you more careful when you socialize with people, because sometimes you only can talk, socialize, and then you need time to find your close friend. You can get close to everyone, but you just close to them, but not close friend. Two different things. You can socialize with a lot of people, but you take time in order to find the right friend for you, the one who understands you. Understand you, because they understand you, that's why they can take you exactly as who you are. For example, you meet a lot of friends, but how come you choose one person to be a friend on your path? That means your wife or your husband. Because you are sure this person can be the one who can hold your hand and walk with you through life. So you meet a lot of people, but how come at finally
you choose one because you have think more carefully. This person able to walk with you, but sometimes you still collapse halfway. You see? So that means doesn't mean about negative about life, but you know life always change. Just find a friend that you able to talk. Sometimes you have lots of friends, but each friend you can share different things. It's good too. Yeah. But you know life, more friends is better than no one. But if we have lots of friends, but those friends unable to make us happy, then better to be alone, because sometimes it's much healthier for you. The more you get in touch, the more you get hurt. And that means you need time to find the right one. How do I deal with embarrassment? When we have embarrassment, we have to ask a question, what kind of embarrassed? And if you stop at embarrassed, that means you only live with your negative. Because we embarrass, that's why we try to make something better. There's nothing wrong to be embarrassed. But what we do is, if you think this one make you embarrassed, then you will try to do different things so you look much better. Some people, they don't have enough capacity to take something like that. And they think, oh, this is the end of life. They cannot handle. No. Anything in this life, we have to face and handle. But you know how much you can handle in order to make things strong and successful. Just like you have to know your capacity to lift something that within your capacity. Don't lift something that you are unable to lift if it's too heavy for you. So embarrassment is one of the things that you deal in life. It's not the only one. But learn to deal with everything with a very fine manner. And be happy when you deal with things, because that will make things much better. Just if somebody, they come with you, they come to you in a very negative way. But you don't come to them with negative, and your positive already reduced the temper of that person. So that means we try to make ourselves become more positive. And then just like the water, the cold water and the hot water. If you have a cup of hot water, and then on the other hand you have another cold water, what cold water can reduce? The cold water can reduce the hot water, right? So same thing, you're beautiful, you're positive. Always reduce the negative. And this is the truth. This is the truth. It's not about philosophy. When you have a cup of hot water, you are unable to drink. So you want to make your drink, find some cool water. Doesn't need to be cold, just a temperature water. Automatically you reduce the hot, the temper, and then you can drink it right away. So people is yelling, you are there. You are not yelling back. You reduce the temper right away. And this is the key, this is the solution, the mindfulness key, in order to open all your problems, in order to solve your problems. People try to make war, but you don't try to make war. You try to make peace. And when you have peace within you, you always look peace. When you always have negative, you look very negative. And who can give us this? No one. We have to cultivate by ourselves. But we are very lucky. We are very fortunate. We have all teachings of the Buddha. The Buddha gave us everything. As long as we know how to open and enjoy it. Just like the fresh air. Anytime you open your door, you can enjoy the fresh air. You don't need to save in your pocket. Peace is the same. Peace is everywhere. Just like the fresh air.
If you look at it with a peaceful eyes, then that becomes peaceful. Why is Buddhism presented by a wheel? Hỏi cái pháp luân sao mà cái pháp luân là đại diện cho đạo Phật? That is not only we. If you want to call this as a completely term, you should call Dharma wheel, not just a wheel. Dharma wheel. Otherwise, the people will understand vehicle, your vehicle wheel. Dharma means the teachings of the Buddha. Dharma means the truth. And the wheel symbolized for the circle, the round one, is the round shape, is always turned. If it's square, it flips over and then it stops. But it's a round shape, it's always turned. Symbolize that we wish the teachings of the Buddha always turn in this life. Spread out. So the way you live is the way you're turning the Dharma wheel to make people feel the Dharma in you. You don't have to carry a symbol of a Dharma wheel, but you are a beautiful Dharma wheel, a very active Dharma wheel. The way you talk, the way you live, the way you behave, the way you react, the way you treat people, people can feel the truth, the happy, the peace from you. And you are become a very active Dharma will, a life Dharma will, just not just a will, but you are very active. When you go to the Tibetan temples, people used to make this will at the beginning of the gate, and then you use your hand to turn like this along the wall from the gate until you arrive to the temple. And sometimes people use that wheel on their hand, and they're chanting and doing like this. That means they wish their prayer will turn around and spread out. So Dharma wheel. And we use the Dharma wheel as a symbol that we wish the teachings of the Buddha spread out widely. And there are two types of Dharma wheels, the 8 or the 12. The 8 symbolized for the 8 four paths. The 12 is symbolized for the recycle of Four Noble Truths. So thank you for your questions. And if you have time this afternoon, you are welcome to see Thai at the dining hall. Okay, I can share with you more in English. Thank you for your questions. Those are very, very practical questions. Thank you. Thưa đại chúng, mình có rất nhiều câu hỏi và chắc chắn rằng mình sẽ không đủ thời giờ. Thì bây giờ mình cứ tùy duyên, ha, bốc được câu nào thì mình trả lời câu đó, giống như xăm vậy đó. Nữa hả? Không sao, cứ để đây đi. Dạ. Thầy ơi, con rất muốn giúp những người xung quanh con, nhưng con rất dễ bị xung quanh con quấy nhiễu, làm tinh thần con yếu đuối. Vậy sao giúp? Tinh thần yếu đuối thì giúp ai? Nếu mà có giúp thì đỡ giúp quờ quạng. Mình muốn làm gì cũng được, nhưng mà tự trước hết mình phải tự lượng sức mình. Ví dụ, mình muốn bưng cái bình bông thì mình phải biết tay mình có đủ sức mạnh để mình bưng bình bông này hay không, hay là cái tay mình chỉ đủ mạnh cầm một ly nước. Giúp người là việc tốt, nhưng mình tự lượng sức mình để chi, giúp chưa xong mà đã tự hại mình thì không được. Phật dạy trong kinh đó, đừng làm việc gì mà lợi người mà hại mình, mà cũng đừng làm việc gì mà lợi mình mà hại người. Cả hai đều không được.
Tại vì nếu mà lợi người á, mà hại mình á, thì làm sao mình tiếp tục? Mà hại người mà lợi mình á, thì thành ra xấu, phải không? Mà Đức Phật dạy thì con đường trung đạo mà hồi sáng mình học á, trung đạo không có nghĩa là mình bỏ bên này mình lấy bên kia, mà mình biết dung hòa. Cho nên á, là khi mình làm việc gì cho ai, mình tự mình phải ý thức được cái sức của mình. Để mình thứ nhất làm không xong, lỡ dở công việc của người ta, rồi mình lại bị thất tín, thất hứa, rồi người ta thà là đừng giúp, mà lỡ giúp rồi người ta sẽ trách mình nữa, phải không? Cho nên cái tinh thần mình phải vững chãi, tự mình biết cái gì mình có thể giúp, cái gì mình không thể giúp. Mà không phải việc gì mình cũng có thể giúp được đâu, tại vì nhiều khi cái đó nó ngoài cái tầm tay của mình, hoặc là nó không đúng cái phong cách của mình. Ví dụ thôi, quý vị có thể nhờ Pháp Hòa tụng dùm cho một thời kinh, cầu an cũng được, thí dụ vậy. Hoặc là nói chuyện dùm một người bạn, nhưng cũng chưa chắc là người bạn đó có chịu nói chuyện với mình không. Nhiều Phật tử lắm, họ lên: thầy ơi, lát con dẫn con của con lên gặp thầy được không? Pháp Hòa mới nói: vấn đề là nó có chịu gặp mình không? Rồi nó nếu nhiều khi nó nể cả nó gặp, nhưng mà nó có chịu nói gì với mình không? Thành thử mình phải tự quán chiếu nữa. Nó đã sẵn sàng gặp thầy chưa? Nó có sẵn sàng nó chia sẻ với thầy không? Mình dẫn lên lát nó chừng chỗ lên mình. Gặp hoài gì? Khóa tu nào mà không có, không? Nhưng mà cho nên ai muốn dẫn con lên, nó khoan, cô hỏi nó trước. Mình phải tôn trọng nó, chứ không phải nó con mình là mình muốn xách đi đâu mình xách. Cho nên mình phải tôn trọng là nhưng mà Pháp Hòa đưa cách khác. Thôi bây giờ cô cứ nói với nó đi, nói là thầy sẵn sàng gặp con, thầy cho con im nè, thầy mẹ mới xin email thầy nè, để đó đi, khi nào con cần con email cho thầy. Thí dụ vậy, chứ không phải trực tiếp nữa. Hoặc là quý vị nói quý vị có thể mượn Pháp Hòa cái chuông, cái mỏ để về nhà tụng kinh. Nhưng mà quý vị không thể nói: thầy ơi, con lúc này mua nhà túng tiền, thầy mượn nợ giùm con được không? Thì cái đó nó ngoài cái sức của mình, phải không? Mà hồi xưa ông bà mình cũng dạy rồi, trên đời có bốn cái ngu: làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu. Thành thử ra đó, thí dụ vậy, đó là không phải cái việc của mình làm. Thầy nói: trời, sao con trai con nó ế quá à? Thầy coi coi có Phật tử nào thầy giới thiệu. Làm thầy tu là không có làm mai. Mà đó là trong luật cũng dạy vậy, người tu là không được làm mai mối cho người khác. Thí dụ như họ quen đâu, họ chịu với nhau rồi, họ lên đây mình đám cưới cho họ thì được. Nhưng mà đừng nói: con thầy thấy con cũng được lắm, thầy cũng có một đứa Phật tử. Không có giới thiệu kiểu đó nha. Cho nên á, mình vị Phật tử này á, rất muốn giúp người, nhưng mà chưa giúp được ai mà còn bị gì? Bị người quấy nhiễu trở lại nữa, đúng không? Thành thử ra cái này là mình phải định lực trở lại. Giống như là mình nói: tôi sẽ đi chiến đấu với ma. Chưa kịp chiến đấu nữa, nó chạy vô nó báo cáo: dạ thưa thầy, ở ngoài kia 10 đứa ma nữa, nó thôi để tôi ở nhà. Trong kinh Phật có dạy bài kinh đó nha. Đó, có cái ông vua đó, ông sắp sửa ra trận, thì có người chạy vô: dạ bẩm hoàng thượng, ở ngoài biên thùy bên kia nó có 30 vạn quân. Lát cái nó chạy vô, nó 50 ngàn quân. Nó thôi mình ở nhà đừng đi đâu. Thì Đức Phật nói á, cũng như thế. Có những người sắp sửa làm một cái điều gì đó, nhưng mà nghe người ta dọa, những cái khó khăn đó, thì người ta làm sao chùng bước. Ví dụ như giờ quý vị nói với bạn: trời, tôi muốn đi qua Tây Thiên tu quá, đi nghe nó có khóa tu, ví dụ đi. Người bạn đó cũng chưa bao giờ tới, chắc không nó nghe. Tôi nghe nói bên đó đó cực khổ lắm, ngủ ngoài sân á. Thí dụ mình nói, tức là nghe những cái điều mà chính người đó cũng chưa bao giờ biết. Ồ vậy hả, vậy thôi chắc tôi không đi đâu. Tức là mình chưa đi mà mình đã chùng bước, là tại mình thấy cái khó trước mắt. Mà rất nhiều trường hợp như vậy. Đó là mình chưa nói
Còn nói nặng nề mà Phật còn dạy trong kinh đó, là có nhiều khi mình bị những cái tài sắc danh thực thùy nó lôi kéo mình, nó dò dẫm mình, cũng không dám tiến bước. Thà không phải dễ. Cho nên mình muốn giúp người là điều tốt, nhưng tự mình phải hiểu sức mình ở đâu. Có nhiều khi mình chỉ có thể giúp lời mà không thể giúp sức. Có khi nhiều khi mình chỉ có thể giúp một cái khía cạnh nào đó mà không thể toàn diện. Cho nên mình khác với Phật là vì chúng sanh mình khả năng mình có hạn. Còn Phật thì tự giác, giác tha. Còn mình tự giác thì chưa nổi, mà thấy ai cũng đòi giác hết, mà rốt cuộc bưng người nào lên cũng muốn sụm muốn sụm hết trơn, đâu có được. Mà tốt, giúp người là tốt, nhưng tự lượng sức. Và cái thứ hai nữa là gì nè, thí dụ lỡ cô có giúp ai thì trong tâm mình phải suy nghĩ vậy nè: mình đủ duyên lành, đủ khả năng mình giúp. Mình không thấy mình là người ban ơn cho ai hết, và mình không thấy rằng cái việc gì mình làm cho ai hết trơn. Có hai việc cần suy nghĩ ha. Mình, thứ nhất, mình chẳng phải là người ban ơn. Vật này không phải là vật mà mình đã cho. Người kia không phải là người xin. Ba cái mình phải thấy bình đẳng. Không thấy mình, không thấy của, không thấy người xin. Thì như vậy khi mình làm việc á, mình sẽ vượt được cái tự cao, vượt được cái tự đắc, được cái tự hào là mình đã giúp người ta. Ví dụ như mình tặng cho người ta một cái bánh khi người ta đói, có một cái bánh lúc đó thôi mà 50 năm sau cũng kể đó. Trời ơi, lúc đó mà không có cái bánh tôi nó chết rồi. Thật ra thì đúng vậy thôi, nhưng mà nhiều khi cái bánh nó cứ dai dẳng trong đầu mình suốt 50 năm, nó nặng như là cái bánh gì không biết. Thật ra là đúng, nhưng mà mình không cần phải thấy cái đó. Mà thấy cái đó thì sao? Lỡ mai mốt người đó không làm cái gì cho mình hạnh phúc đó, thì sao? Đó, giờ nó khôn lớn nên người lông cánh đầy đủ rồi đó. Rồi bắt đầu vô số những lời chỉ trích, mà hỏi ra có cái bánh à. Thật ra khi mình thấy mình là người giúp, mình thấy mình là người giúp, người kia là người nhận ơn, đây là cái việc mình giúp. Mình không thấy để gì? Để mình đừng bao giờ để đặt một vấn đề là người đó luôn luôn là người phải thọ ơn mình. Cho nên bất cứ lúc nào mình cần, mình sẽ kiếm người đó. Thậm chí mình tuyên bố với mọi người: trời ơi, tưởng ai, người đó dễ lắm, người đó thọ ơn tôi mà tôi nói tiếng là làm liền. Thật sự ra mình nói cái gì cũng được, nhưng mà ở trong chiều sâu đó mình đã nói bằng tâm niệm gì, và mình đã nuôi người đó ở trong lòng mình bằng một hình ảnh gì. Vậy thôi. Cái vấn đề là ở đây của chúng ta, chứ không phải mình nói vậy là mình tội lỗi gì cả. Nhưng mà tự nhiên mình gom bao nhiêu người mình thi ơn, trở thành ra những cái hình ảnh mà để mình đặt để người đó. Mình muốn người đó một phải là một, hai phải là hai. Vì sau khi mình làm xong rồi, người đó trở thành một công cụ, trở thành một công cụ để mình mai mốt mình sai sử họ, mình sử dụng họ. Như vậy thì chưa phải là sự bố thí trọn vẹn, chưa phải là sự giúp đỡ hết lòng, mà nó có đặt vấn đề trong đó. Cho nên Đức Phật dạy trong 10 điều tâm niệm: thi ơn đừng mong cầu báo, vì thi ơn cầu báo là thi ơn có mưu đồ, có mưu đồ, có tính toán. Vậy thôi. Cho nên ở đây là cái vấn đề tu tập của chúng ta. Ví dụ như giờ mình hận một người nào đó, có tội gì đâu, nhưng mà ai sẽ là người khổ? Mình khổ. Tại vì người đó họ vẫn thảnh thơi, họ sống an lạc hạnh phúc, chỉ có mình thôi. Nhắc cái tên người đó là mình đã sôi máu. Rồi nhắc tới thấy cái dáng đó thôi là mắt mình nó khác thường rồi. Ví dụ mình đang ngồi nói chuyện đẹp đẽ và hạnh phúc vậy, mà thấy cái người đi tới là mình thấy nguýt. Cái người kia, người đang ngồi nói chuyện với mình á, họ thấy con mắt mình nó bất thường, nó nhìn qua, ồ, họ đoán được. Thật ra chính cái người đó sẽ là cái người biến mình thành một hình thức xấu xí. Lại chúng nhớ là cách đây mấy ngày Pháp Hòa có thưa đó. Thí dụ một cái người đó họ bay lên, thì mình cầm giặt áo của họ thì mình bay đi đâu? Mình bay lên. Nhưng mà nếu một cái người đó họ đang rơi xuống, mà mình cũng nắm giặt áo của họ, thì mình cũng làm sao?
cũng rơi xuống giống vậy. Thì khi mình vô số những cái điều xấu của một người đó mình nói diễn đạt ra, hoặc là thậm chí mình nói vì cái người đó xấu như vậy cho nên tôi cũng phải có cái cách tôi đối phó lại như vậy. Như vậy thì cái ác pháp của họ tự nhiên khiến mình sanh cái ác pháp ở nơi mình, mà hoàn toàn vì họ. Đây không phải vấn đề tội lỗi gì cả, mà ở vấn đề là chúng ta phải thật thử thương mình và hiểu mình. Mà mình đã nói mình tu, mình muốn sống an lạc, thì an lạc nó từ đâu có? Nếu mình cứ mãi bám vào những cái negative để rồi mình lẩn quẩn với nó, mình sống với nó. Mà thường thường đại chúng để ý, khi mình nhắc tới một cái điều xấu của ai, cái hình dáng mình đâu có thể nào mà cười vui một cách gì đó, mà mình phải diễn đạt, mắt mình phải trợn, mình hình thức làm sao đó. Thành thứ người kia, người thứ ba ta nghe, ta chưa thấy kẻ xấu kia nó xấu cỡ nào nhưng mà giờ tôi có thể tưởng tượng rồi đó bằng cách là tôi nhìn anh, tôi nhìn chị. Cái vấn đề ở đây là nếu chúng ta có chánh niệm, nếu chúng ta có chánh niệm thì chúng ta sẽ tự thấy những cái đó nơi mình. Xin thầy giải nghĩa chữ buông để nhiều người không lấy chữ buông mà bỏ. Có lẽ lý do của nhiều đổ vỡ trong quan hệ tình cảm hôn nhân, buông như thế nào là đúng với ý nghĩa của đạo Phật? Dạ thưa, buông đây không có nghĩa là đang có tiền của như buông đang có nhà cửa buông, đang tình cảm hạnh phúc buông. Chữ buông nó không có nghĩa vậy. Cái chữ buông mà chính mình hiểu là không có dính mắc. Ví dụ bây giờ mình có tiền, mình có tiền thì mình có những lúc mình phải chi phí. Mà khi chi phí đúng chỗ mà có được việc cho mình thì có gì đâu phải phiền. Nhiều khi mình mua cái đó cho con, cho ai xong rồi không có buông, nói hoài đó, hết 10.000 bạc của tôi đó. Ai tới mình cũng đem cái tiền đó ra mình nói. Vậy thì xài cho ai? Xài cho mình, xài cho con, cho cái. Nhưng mà trong bụng mình chưa có buông được 10.000 đó, mà xài muốn chết nhỏ luôn. Nhiều khi cái máy đó mình mua xong rồi mình xài nó mòn mỏi cái máy rồi, mà ai tới cũng nói hết 10.000 của tôi đó, hết 50.000 của tôi đó. Như vậy thì cái này có buông không? Không. Mình phải hiểu là có tiền thì phải xài, mà xài đúng thì có gì đâu. Mà hơn nữa mình mua cho ai đâu. Và thậm chí bây giờ, thậm chí nha, mình đang có của vậy đó mà nó mất đi thì cũng phải hiểu là tiền của thì là như vậy. Sẵn Phó Hòa kể câu chuyện nó mới xảy ra trong cái khóa tu này. Có một em đó, lần đầu tiên nó vô nó dự khóa tu. Thì không biết ảnh để tiền sao mất tiền của ảnh đi. Là bắt đầu ảnh khổ đau suốt khóa tu luôn. Nghĩa là nó bây giờ nó nhìn mọi người xung quanh trong khóa tu này là không ai tốt hết. Quý vị thấy không? Thì cuối cùng á, mẹ em mới chạy lên nói cho Pháp Hòa nghe. Thì Pháp Hòa mới nói cô dẫn em nó lên đây. Cái thì Pháp Hòa mới gặp em nó, cái Pháp Hòa giả lả ôm ấp rồi hỏi thăm đồ đủ thứ hết. Xong cái nói sao con có vui không, đời đại khái gì, cái nó nói not really không hẳn đâu. Rồi bắt đầu mới kể cái chuyện đó ra. Thì Pháp Hòa mới nói ồ vậy hả con, tức là con mất tiền phải không? Nhưng mà rồi con mất tiền là mất của, rồi 3-4 ngày nay con mất vui luôn, vậy con lỗ quá. Tiền mình mất là một việc rồi, rồi mình mất luôn cái an lạc hạnh phúc của mình nữa. Mà thủy chung cái này, cái của này, một là mình sơ ý, hai là thậm chí mình có cất kỹ cỡ nào mà cái người họ cố tình rồi thì cũng sẽ mất. Tại ở đời mà để hở thì người ta rinh, để kỹ thì người ta rình. Mà người mà cất kỹ chừng nào là bị rình nhiều chừng đó. Tại vì người muốn cất là không bao giờ cất bình thường đâu, dúi 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 vậy đó. Đừng nói gì, nội có đôi dép thôi à, nội đi cất đôi dép thôi là thấy cái tướng cất đôi dép rồi. Khom 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 vậy đó, rồi che che giấu giấu vậy. Tôi lỡ tôi coi có gì, trời ơi dài hiệu nha. Thí dụ vậy.
Cho nên mình để hở thì người ta rinh, mà để kỹ là người ta rình. Cái ổ khóa mà mình lấy cái ổ khóa mình khóa lại. Khóa ai? Mình khóa người ngay chứ làm sao khóa người gian. Cái người ngay á, đàng hoàng á, ta lỡ ta đụng cái đó lót rồi thôi, ta không đụng vô. Còn kẻ gian rồi á, 10 cái ổ khóa đó nó cũng đập nữa, đúng không? Như vậy mình, cái ổ khóa mà mình khóa nhà, khóa cửa, khóa tủ là khóa ai? Khóa người ngay. Cái người ta đàng hoàng, người ta ngay thẳng, ta chỉ cần đụng vô, ta thấy cái đó lót rồi ta không đụng vô. Còn người gian rồi, ê, coi có cái đường nào đập không? Thậm chí coi ốc vít gì đó ha, để kiếm đồ mở. Người gian thì chuyện gì không làm. Thở đây Pháp Hòa nói nè, mẹ con mua cho con vé máy bay nè, rồi con bay 2 chuyến bay con mới tới đây nè. Ôi con ngồi con tính coi, con quá chừng cái công sức con đổ vô đây, rồi con đến đây con giữ khóa tu, con có an lạc. Giờ nó mất mấy chục đồng thí dụ vậy, mà con mất luôn mấy ngày nay con cười không nói, ăn không ngon, lose appetite. Tự Pháp Hòa nói thôi. Nhưng mà mình đoán được, mình mất ăn không ngon, ngủ không ngon, không thể cười được. Mấy chục đồng đó mất quá lỗ. Nhiều khi người ta phải mua, bỏ tiền mua vui nữa kìa. Ta phải bỏ tiền đi coi kịch để cười nữa. Còn cái gì mà mất thì mình mất luôn nụ cười. Thầy Pháp Hòa nói ở đây ý Pháp Hòa mới nói cái buông đó. Cái buông đem có nghĩa là đang có tiền có của vậy. Cái nghe thầy nói buông đi, thầy ơi con cúng hết thầy này ra buông. Em bà giảng mà người ta buông chỗ đó em giảng liền. Cái buông đây là mình đừng có dính thôi. Tức là mình có mà không dính. Xin lỗi đại chúng, nhiều khi mình rất là đẹp, rất là trẻ, nhưng đến một ngày nào đó mình cũng phải buông bỏ cái ý niệm mình trẻ đẹp đi, để mình chấp nhận với cái sự thật là đang nhăn nheo. Nếu quý vị mở cái quyển Nhật Tụng Thiền Môn á, Công Phu Sáng Chủ Nhật, quý vị sẽ đọc được 5 điều quán nguyện. Tôi thế nào cũng sẽ già, tôi không thể nào tránh được cái già. Tôi thế nào cũng phải bệnh, tôi không thể nào tránh được cái bệnh. Tôi thế nào cũng phải chết, tôi không thể nào tránh được cái chết. Tất cả những người tôi thương yêu và những gì tôi yêu thương, một mai này tôi phải buông bỏ tất cả. Tôi không thể nào tránh được cái giờ phút buông bỏ này. Vậy thì mình buông không hẳn phải là buông của cải nữa, mà mình buông luôn cả cái địa vị, cả cái chức quyền, cả cái đẹp, cái sức khỏe, mọi cái gì mà chúng ta cho nó là tốt nhất. Tại vì thủy chung không có cái gì tồn tại mãi mãi. Buông là buông ở trong lòng, buông cái chấp trước, chứ không phải buông những cái của cái này. Còn cái tình cảm trong gia đình á, như trong này có một câu á, nghịch duyên với thuận duyên. Nếu nó là cái duyên thuận thì mình phải bồi đắp, nếu mà là cái duyên nghịch thì chúng ta phải làm cho nó tốt hơn. Nếu duyên nghịch thì chúng ta không chống bán, mà đã là duyên thuận thì chúng ta phải duyên, phải bồi. Ví dụ nó là một cái cây tốt, mình tưới nó tốt thì phải bồi dưỡng nó và phải biết chừng mực với nó để nó tiếp tục nó sinh trưởng. Nhưng nó là một cái duyên nghịch thì phải biết tóm gọn để làm gì, để nó không cản trở. Pháp Hòa ví dụ á, từ ở nhà bếp lên chánh điện có thể có một buổi sáng đường nó trơn, bây giờ nó trơn là đang duyên nghịch nè, nhưng nếu mình lui á thì mình không lên được chánh điện, nhưng nếu mình đi càng thì mình sẽ té. Thì giờ phải làm sao đây? Thì phải chịu khó đi vòng chút, hoặc là kiếm cái gì, hoặc là từng bước làm sao để mình qua được cái chỗ trơn này, để tới được cái chánh điện mình muốn. Vào được chánh điện để tụng kinh ngồi thiền là cái chính của mình. Cái miếng nước mà nó bây giờ nó trơn này, nó chỉ là một cái lõm nước nhỏ, nó không đủ dừng chân của người hành giả tinh tấn. Nhưng
chúng ta cũng không thể nói vậy rồi bước đi càng để rồi mình té. Để rồi hỏi sao vậy? Nó tôi đi lên chánh điện tụng kinh mà Phật không có linh. Không phù hộ tôi với chuyện đó, thí dụ. Tại vì mình không đủ cái hiểu để mình biết rằng có những lúc nghịch duyên mà. Đây là cái nghịch của mình, đây là cái chướng của mình. Nhưng mà cái chướng này mình phải làm gì để nó làm sao nó vẫn nằm đó mà nó vẫn có thể trợ duyên được cho mình. Cho nên nếu là thuận duyên thì bồi đắp nó, mà nghịch duyên thì phải tìm cách chuyển hóa nó. Đó, bây giờ Pháp Hòa ví dụ như mình nói chuyện với một người dễ chịu và một người khó chịu. Đâu phải vì một người khó chịu mình không nói đâu, tại mình phải làm việc với họ. Nhưng khi mình gặp một cái người khó chịu thì là ngôn từ của mình sao? Cẩn thận hơn. Việc làm của mình cẩn thận hơn. Còn một người thoải mái với mình thì cười nói rất là thoải mái. Cuộc đời này chúng ta không bác thuận, chúng ta không bác nghịch, mà chúng ta cũng không có gọi là hả hê vui sướng với cái thuận, mà chúng ta biết rằng thuận nghịch đều là duyên tu. Nếu mà là thuận thì biết rằng đây là cái phước lành của mình. Nếu mà là nghịch thì là biết đây là cái thử thách của mình. Thí dụ người ta nói vậy nè, đã là phước thì không phải họa, mà đã là họa thì không thể tránh. Cho nên nó kêu là tai nạn. Chữ nạn đúng là chữ tai nạn là một cái khó nó đến với mình mà mình không muốn, nhưng mà nó đến lúc nó mình phải gặp nó. Cho nên khi mình meet nó, mình chạm nó thì người ta gọi là lâm nạn. Chữ nạn nghĩa là khó khăn. Khi mà mình gặp một khó khăn mà mình không thể tránh thì gọi là lâm nạn. Mà nếu mình khéo là mình lánh nạn. Mà lánh nạn tiếng Hán gọi là tị nạn. Chữ tị là tránh đó đi. Không? Mình trốn nó, mình lánh nó. Nhưng mà mình cũng có cái chương trường hợp là mình đối diện với nó để làm sao chuyển hóa nó. Cho nên chữ buông không có nghĩa là có một lần các thầy nghe Phật giảng về cái thân này. Thân này là thân nhơ uế, tạm bợ, vô thường. Thì các thầy rủ nhau đi tự tử. Các thầy mới nói là nghe Đức Phật nói là thân này dơ tạp, vô thường, thân này bất tịnh vân vân. Thôi chúng con muốn kết liễu cái thân này. Thì Đức Phật mới rầy. Đức Phật nói các thầy không hiểu được ý của tôi. Tôi nói cái thân này bất tịnh để khi các thầy sử dụng cái thân bất tịnh này, các thầy không có bám nó, không có dính mắc với nó. Vì mình không biết nó là bất tịnh cho nên tối ngày cứ phải bảo vệ, protect nó mà không làm gì hết. Mà nếu mình biết nó bất tịnh vô thường thì mình sử dụng nó trong khi nó còn đang khỏe mạnh tốt đẹp, trước khi nó hoại. Bây giờ Pháp Hòa nói đại chúng là từ khi Pháp Hòa đi xuất gia cho đến bây giờ, vừa đi xuất gia 2 ngày thôi là bác Hòa đã phải đi vào cái công việc Phật sự cho đến giờ phút này. Chưa một ngày nào ngưng nghỉ. Muốn làm nữa lắm, nhưng mà cái thân thể của mình, cái tuổi tác của mình, nó đâu có phải như, nó phải đi tới cái chỗ gọi là một lúc điểm nào thôi chứ. Đó, thì mình hiểu như vậy thì khi nó, trước khi nó hoại, mình cố gắng mình làm được những thiện sự gì trước khi nó hoại. Cho nên mình hiểu được cái thân của mình, hiểu được cái sức khỏe của mình, hiểu được tất cả xung quanh mình sử dụng mà mình không dính mắc, chứ không phải buông là đem dục nó, mà đúng ra là không cố chấp, không dính mắc. Tiền của là vật ngoài thân, mà nó không mất kiểu này thì nó cũng mất kiểu khác. Nó không bị con phá thì có thể bị người ta ăn cắp. Mà ăn cắp là còn đỡ, là tại vì người ta lén vô nhà mình ta lấy thôi, mình không sợ hãi. Có nhiều khi người ta ăn cướp nữa, ta dí dao, dí súng vô người mình, mất tiền rồi còn thêm cái khủng hoảng, nó còn khổ hơn nữa.
Cho nên cuộc đời có nhiều khi bị ăn cắp, bị ăn cướp. Mà ăn cắp thì khuất mắt mình, cho nên mình về mình chỉ thấy nó mất thôi, mình không có sự sợ hãi. Còn ăn cướp nó còn khủng khiếp hơn, nó để lại cho mình một cái khủng hoảng tinh thần sau khi của cải mất. Đại ý là vậy. Cho nên là các vị đừng có buông theo cái kiểu, ví dụ đang hạnh phúc gia đình vậy, đi chùa thao nghe có một bài giảng buông, về nhà giờ không làm gì hết đó. Cơm không nấu rồi, không có lo gia đình, con cái chồng chiếc gì bỏ bê gì hết. Sao ba không nấu ăn? Trời ơi, tôi đi tu rồi. Đó, cái này là y kinh giải nghĩa, là nói oan cho Phật ba đời. Đúng cái câu đó, y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan. Y như kinh mà nói là nói oan Phật ba đời. Khi mà Phật nói buông rồi, Phật đâu có nghĩa đó. Phật đâu có cái ý là về nhà bỏ chồng, bỏ vợ, bỏ con cái gì đâu. Có mà không dính mắt. Đó, bây giờ ví dụ như ta bầu mình lên làm trụ trì, rồi 4 năm hết nhiệm kỳ đi xuống để người khác lên. Còn này không, bắt đầu đi kiếm phe để bầu tôi nữa nha. Nhưng mà mất một cái là khổ đau. Thí dụ vậy, đó là mình không buông đó. Không? Có chức mà không dính cái chức thì cái chức này nó mới mãi với mình, nghĩa là không khổ. Có quyền mà không dính quyền. Cho nên cái ông mà ổng bị người, ổng được người ta đưa lên làm quan, rồi khi ổng hết làm quan ta tới ta chia buồn, ông nói không, tại sao phải chia buồn với tôi? Tại vì khi tôi làm quan tôi không lấy làm vinh, cho nên khi tôi không còn nữa thì tôi không lấy làm nhục. Tại vì tôi đã từng lấy làm vinh cho nên giờ tôi mới nhục. Còn bình thường khi tôi ở tại vị tôi vẫn thấy, tôi chẳng thấy cái gì là vinh quang cả. Chẳng qua là công việc phải làm thôi. Mà thật sự là vậy. Công việc mình làm ở cái việc đó thì người ta tạm thời có cái chữ đó để người ta kêu thôi, chứ không có gì hết. Cho mình càng dính mắc vào những chữ nghĩa đó thì mình càng khổ. Sẵn đây Phong còn cũng giải thích, một số các vị cũng hỏi mình đi tu rồi có những cái chức gọi là thượng tọa hòa thượng không? Cái đó không phải chức. Mà không ai đi tu để đợi mấy cái chức đó hết đó. Nhưng mà tại vì cái sự hành chánh trong cuộc sống không thể không có những cái danh xưng tạm thời để gọi là làm việc trong một cái tập thể. Ngay cả cái từ giáo hội hay là chức quyền gì đó, tất cả nó chỉ là cái vì công việc mà nó phát sinh thôi, chứ không phải mục đích của người tu là mấy cái đó. Bây giờ mình có lên hòa thượng đi nữa mà lỡ ai gọi mình đại đức cũng bình thường. Tại vì thật sự là chữ hòa thượng á, hồi xưa là trong giới đàn mới gọi chứ không phải là trong thường ngày đâu. Nhiều sau đó mới mượn mấy cái từ đó đem ra ngoài hành chánh làm việc. Chứ cái từ hòa thượng đó là chỉ để khi nào có đại giới đàn, cái vị thầy ngồi giữa truyền giới cho các vị giới tử, gọi là lúc đó là hòa thượng truyền giới thôi. Rồi sau này mới mượn mấy từ đó ra để sử dụng trong cái sự sinh hoạt của Phật giáo vậy thôi, chứ không có gì. Cho nên mình dính vào cái chữ của mình thì mình khổ. Xin thầy giải thích thêm về câu Phật dạy sống sâu sắc mà thảnh thơi. Sâu sắc là gì biết không? Sâu sắc xấu. Ở đây là nó có hai phần. Sống sâu sắc nghĩa là sống chánh niệm. Sống chánh niệm nhưng mà không có nghĩa là gò bó. Phong vào ví dụ, Mình đi từng bước thông thả. Ta nhìn cái bước chân mình, người ta thấy được cái sự thảnh thơi của mình. Nhưng mà trong cái thảnh thơi đó, nó có sự chánh niệm, nó có cái mindful on every step, vào mỗi bước chân của mình. Nhưng mà nếu như mà mình máy móc á, thì mình đứng dậy cái mình đi, giống như mình đi hành lính vậy đó, thì không phải vậy. Thí dụ như trong quý vị đang ở trên đường nè,
Thì quý vị đang đi tới đi lui nói chuyện thì quý vị nghe thỉnh một tiếng chuông, thì tất cả lúc đó phải dừng lại hết. Mình đang bưng cái thao, mình vừa đưa qua cái bàn vậy nè, thì mình nghe tiếng chuông cái mình đứng lại, mình thảnh thơi, mình sâu sắc mà thảnh thơi. Đang đưa giày nè, cái chuông nó đánh cái bon cái mình giày luôn. Cái này là điểm nguyệt. Mình đang đưa giày, nhưng mà nếu mình thấy tiếng chuông thì mình rút cái tay lại, mình đứng thảnh thơi, mình sâu sắc, mình thảnh thơi. Chứ đâu phải máy móc cái nghe tiếng chuông bon cái. Hay là thí dụ như mình đang đưa muỗng cơm lên, mình nghe tiếng chuông cái mình để cái muỗng xuống bình thường á. Không phải vậy. Sâu sắc mà thảnh thơi là mình relax. Nhưng mà trong cái relax đó, đó, người ta nhận ra được cái very deep practice. Cho nên cái câu sâu sắc là thảnh thơi là vậy. Nghĩa là mình đừng có máy móc, mình đi từng bước niệm Phật, chứ không phải đi Nam Mô A Di Đà Phật. Có nhiều người ta dạy hễ chân trái là A, Phật là phải. Lúc mình niệm Phật á, Nam Mô A Di Đà Phật, thì chữ A là bước chân trái, chữ Phật là bước chân phải. Người ta nói vậy để làm chi? Để mình chánh niệm. Mình chánh niệm mình bước Nam Mô A chân trái, Di Đà Phật chân phải. Trời đất ơi, đang Nam Mô A Di Đà Phật, ố Phật chân trái lật đật lên, đưa chân ra Phật. Mình nhìn cái bước chân đó mình biết cái này máy móc. Thí dụ bây giờ lỡ Nam Mô Phật tới chữ Phật mà cái chân mình nói là chân trái cũng chẳng sao, thì mình chỉnh cái bước chân mình cho nó nhẹ nhàng, chứ không phải là mình máy móc như vậy. Cho nên đó là sống sâu sắc mà thảnh thơi, rất chánh niệm nhưng mà không có gò bó. Không có gò bó. Phá Hòa ví dụ, lẽ ra bữa ăn cơm chánh niệm quá đường xong đại chúng sẽ tụng một thời kinh hồi hướng, nhưng đùng một cái bây giờ trong chúng có một người đang ăn ngất xỉu, thì đại chúng đang lo lắng hoang mang, rồi một người thì đang sơ cứu cái người bệnh đó, thì bây giờ mình nói thôi bây giờ đại chúng ăn cơm xong rồi đại chúng chắp tay nhẹ nhàng mặc niệm hồi hướng rồi mình nhẹ nhàng lui ra, đâu phải bắt buộc mình phải bon một cái đại chúng tụng, mà trong khi ta đang cấp cứu đằng này nè, hỏi sao vậy, không được tụng kinh xong phải hồi hướng kiểu này kiểu kia. Không có thảnh thơi. Thảnh thơi là mình biết lúc nào mình sẽ thực hiện điều này và lúc nào mình nên nhẹ nhàng vì cái hoàn cảnh này nó không thể làm như vậy. Quý vị hiểu ý được và nói không? Chữ thảnh thơi là mình rất là nhẹ nhàng trong mọi, mình thường ngày mình làm như vậy đó. Nhưng mà có những lúc nó phải uyển chuyển một chút để cái sự thông thả thảnh thơi của người tu, chứ không phải là mình gò mình trong một cái khuôn. Lời Phật dạy nó không phải là cái khuôn đúc rồi ai mình cũng bắt vô cái khuôn đó, mà mình tùy cảnh tùy duyên. Pháp Hòa ví dụ như thông báo là đại chúng mọi người đi cái cửa trước, nhưng ngoại lệ là những vị đau chân đi xe đẩy thì phải cho người ta đi cửa này. Trời ơi, mùa đông lạnh lẽo vậy mà người ta đi không được, thầy đã nói rồi nhất định phải đi cửa trước. Thầy nào nói vậy đâu. Thầy nói thôi, nhưng mà quý vị phải tự biết để mà giải quyết vấn đề chứ. Mình đâu, nhưng mà nếu mình lợi dụng, đang chạy rần rần ở trong hallway vậy ra tới đây cái hỏi gì vậy, để tôi đi cửa này. Tức là khai giá trì phạm. Khai là mở, giá là ngăn lại, trì là phải giữ, còn nếu không là mình phạm. Giới luật của Phật có 4 cách để hành trì. Có lúc phải mở ra, khai. Đi tu, xuất gia gieo duyên, không ăn ngoài giờ. Ăn cơm chiều rồi thôi. Giờ 10 giờ có cô đó cũng xuống đường quá. Mà không, thọ giới rồi, bắt buộc cổ phải vậy. Tối lại cổ lên đường rồi. Hỏi sao vậy? Tại vì cổ giữ giới.
Mình nói quan cho người giữ giới không? Nói quan cho giới luật không? Y kinh mà giải nghĩa, tam thế Phật oan. Y như kinh mà nói, giải thích thì nói oan cho Phật ba đời. Nói như vậy nhưng mà mình phải hiểu nó linh động ở cái mức hành, mỗi hành giả chứ. Cho nên cái bánh xe pháp nó tròn chứ nó có vuông. Nếu nó vuông thì lật đâu thì nó phải nằm đó. Còn vì nó tròn cho nên lúc nào nó cũng mãi nó lăn được. Phải không? Pháp mình phải lăn được. Còn pháp mà nó giống như cái hình vuông vậy nè, lật đâu nằm đó thì đâu phải bánh xe pháp. Ngày xưa có một cái đoàn người đứng ngay trong rừng đợi người đi ngang. Nó có cái giường vậy nè, ai đi ngang nó cũng bắt leo lên giường nằm. Người nào mà dài của nó chặt, người nào ngắn nó kéo ra cho bằng cái giường. Nghĩa là nó để một cái giường đó, hễ ai mà dài hơn cái giường là nó chặt, và ai mà ngắn là nó kéo. Vậy thì cái giường này là gì? Cái giường này là chính cái khuôn cố chấp của mình. Cái giường này chính là cái khuôn cố chấp của mình. Người nào mà dài hơn mình chặt, bắt họ phải đúng như cái xếp của mình, với cái giường của mình. Mà người nào ngắn thì mình phải kéo họ ra. Như vậy rốt cuộc họ nằm trong tay mình là họ mềm xương hết. Cho nên nhiều khi mình làm việc với một ai đó mà mình nguyên tắc cái kiểu đó, là người nào vô tay mình là cũng từ mềm xương cho tới sống dở chết dở. Hiểu được như vậy, sâu sắc mà thảnh thơi. Hiểu được câu này không? Sống cho sâu sắc mà thảnh thơi. Mình việc gì mình làm đó, rất là nhiều khi mình thấy cái sự giải quyết của người đó rất là sâu, rất là hay, nhưng mà không hề có một cái gì gọi là làm cho người khác khó chịu. Pháp Hòa đưa một cái ví dụ, không phải Hòa khoe nha, mà đây có ví dụ thôi. Bữa hôm ngồi uống trà thì có một vị mới đem tới cho Hòa một cái ly đặc biệt hơn. Nhưng mà cái vị ngồi kế mình không muốn gì, người ta là khách nữa. Thì Pháp Hòa mới lấy cái ly đó qua đổi, mời cái ly Pháp Hòa có lấy cái ly thường mà uống. Thì vị kia mới nói không không thưa, ô xin lỗi tại con ít uống nước lắm, ly này nhiều quá uống không hết. Quý hiểu ý không? Tức là mình vẫn đổi một chung trà, nhưng không để người khác hiểu là mình đang có một cái hành xử nào đó. Nhưng mà mình vẫn để thể hiện lòng tôn trọng của mình với khách. Nếu mình phát hiện cái chén của khách mẻ thì mình phải đổi như thế nào mà không cần phải phô trương đây là chén mẻ. Cái khéo ở cái chỗ là mình làm được việc đó. Cho nên Pháp Hòa hay ví dụ hoài là vậy đó. Đem lên một cái đôi đũa, một cái ly nước mà không bao giờ để ý, cứ để cái bụp lên vậy thôi. Thậm chí người ngồi đây mà chúng nằm ngoài kia kìa. Tức là làm gì? Chỉ để lên cho có để, mà không có cái sự chánh niệm trong đó. Thì mình ngồi đó thì mình phải làm gì? Mình phải là cái người làm sao giải quyết công việc ngay trong lúc đó, mà không để cho một cái gì khó khăn. Thật ra sao mà rắc rối vậy không? Cái này không có gì rắc rối, mà trong cuộc sống thôi. Ở đây là cái hành xử. Nếu ai cũng nhẹ nhàng như mình thì đâu có gì để nói, phải không? Nhưng mà cuộc đời đâu có phải như vậy. Cho nên ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói những cái ví dụ để cho đại chúng hiểu là khi mình tu tập, khi mình tu tập, mình có đủ cái chánh niệm, có đủ cái bình an thì mình có những cái người ta, mình chỉ cần nhìn người đó là mình hiểu. Cho nên á, sống trong nhà đôi lúc có những người người ta khó khổ ta không nói được, nhưng mà nếu mình có sâu sắc là mình sẽ thấy. Cho nên ở trong cái bài Quán Nguyện Đức Quan Âm á, xin lắng nghe những điều người đó muốn nói và những điều người đó không thể nói. Xin
Xin trả lời câu hỏi cuối ha. Kính bạch thầy, làm sao xác định mình đã đủ điều kiện để thọ thập thiện, vì năm giới có khi vẫn còn phạm giới, và cũng vậy giới Bồ Tát giới. Thật ra thọ giới nào cũng vậy thôi, thỉnh thoảng mình cũng có phạm, nhưng mà vấn đề là mình phạm nặng hay phạm nhẹ, và phạm xong rồi mà mình vẫn còn biết tàm quý, thấy rõ cái điều phạm của mình để mình chỉnh. Chứ không phải cái thọ giới nó có cái hay là mình thọ nhưng mà đôi khi mình không có làm đúng đó, thì trong tâm mình thấy sao? Thấy tàm quý. Tàm quý thôi. Tàm quý là gì? Xấu hổ, phải không? Mình chưa làm được cái chỗ đó hay hơn, nhưng mà mình đã biết nó là cái điều chúng ta cần tập, cho nên mình sẽ cố gắng thực hiện cái điều đó. Nhưng mà nếu mình nói thôi khó quá, không thọ, không thọ thì đó đâu phải của mình. Mà không phải của mình thì mình sao? Hù khe, không khe, không quan tâm. Thậm chí phạm mà vẫn dửng dưng, mà mình tuyên bố tôi có thọ đâu sao? Hiểu ý không? Như vậy thì chúng ta thọ có thể 10 giới hay 5 giới chúng ta chưa giữ hết, nhưng mà những cái gì chúng ta chưa làm được thì chúng ta biết nó là bài tập của mình. Thí dụ bây giờ 5 giới, giới gì cũng giữ được, có cái giới nói dối nó giữ chưa được, thì mình biết rằng 4 giới kia khỏe rồi, chỉ có cái giới này thôi nè. Vì đây cái giới nói dối là bài tập của tôi. Thật ra mình đâu có nói gì nói dối đâu. Cái đó người ta cho, cái đó không phải mình làm, nhưng mà tại mình thích vậy, nói cho sớm vậy, tôi làm á. Thì như mà khi mình nói xong rồi thì mình biết rằng cái điều đó là cái problem của mình, cái chỗ mình cần phải chỉnh sửa, thì vừa định nói chỉnh sửa lại. Hoặc là lỡ rồi thì mình vẫn thấy cái sai của mình. Cho nên á, Đức Phật dạy trong kinh nè, khi mà làm việc gì á, nó có 4 cái. Một, trước khi làm phải suy nghĩ. Hai, trong khi làm vẫn phải suy nghĩ. Ba, sau khi làm xong suy nghĩ. Rồi khi mình hoàn tất công việc rồi, chúng ta phải tư duy về cái đó. Tại sao vậy? Thứ nhất, trước khi mình làm mình phải suy nghĩ là đúng rồi. Cũng giống như mình nói bữa nay tôi xuống bếp tôi nấu canh chua thì phải suy nghĩ giờ canh chua gồm có những gì thì phải chuẩn bị, đúng không? Muốn làm gì mình suy nghĩ để mình biết mình phải làm gì, chứ còn đi xuống nấu ăn mà chả có biết trong bếp mình có cái gì hết rồi nấu cái gì. Hoặc là quý vị đi chơi nè, quý vị sắp sửa đi chơi nè, nhưng mà nếu đi chơi tùy theo chỗ mình đi chơi, chơi gì, đi Âu Châu mùa nào, mặc cái gì, đem quần áo làm sao. Nếu mà đi tu thì trong vali có gì? Áo tràng, mấy bộ đồ, chứ không thể nào mà đi tu Tây Thiên mà trội già cao gót 5 đôi, áo đầm. Tại mình đâu phải đi cái chỗ đó đâu. Thì trước khi mình có một cuộc du lịch đi xa, mình phải tự biết chuyến đi xa này là đi đâu, để mình chuẩn bị quần áo mọi thứ cho nó đúng cái chuyến đi của mình. Đây là trước khi đi là suy nghĩ, phải không? Rồi trong khi đi suy nghĩ, tới đây rồi mình biết được hoàn cảnh rồi, mình biết được cách sinh hoạt ở đây, mình biết thời tiết ở đây rồi, lần sau mình biết rồi đó, lần cái gì sẽ cần đem theo, cái gì sẽ bỏ nhà nữa, phải không? Tới rồi cũng phải suy nghĩ. Rồi sau khi xong ở đây rồi, vừa dứt rồi, có những cái mình nhìn lại, mình nhìn là suốt một cái quá trình tu mấy ngày đây, cái gì mình thành công, cái gì mình chưa đạt. Như vậy thì Đức Phật dạy rất là kỹ trong vấn đề hành xử của chúng ta. Thì cuộc sống của mình cũng vậy thôi. Nếu mình làm mà mình không suy nghĩ, mà thậm chí làm xong rồi bỏ lơ, không bao giờ ngó ngàng tới, mãi mãi mình không rút được kinh nghiệm bất cứ việc gì chúng ta đã làm, từ việc cắm hoa, nấu ăn, đời sống hàng ngày, không có nhìn lại làm sao thấy được cái thành cái dở của mình. Cho nên á, những tổ chức xong người ta có buổi họp,
Sau tổ chức rồi ta có buổi họp để chi? Rút tỉa kinh nghiệm. Trước khi bộ tổ chức phải có buổi họp để làm gì? Để phân chia công việc. Trước khi mà bắt đầu một công việc phải họp để phân chia công việc. Và trong khi mà tổ chức phải uyển chuyển chương trình để làm phù hợp, tại vì khi đi vào thực tế nó sẽ khác với cái chương trình mình đã đề ra, thì chúng ta uyển chuyển trong đó để làm sao cái chương trình nó tốt hơn. Đó nhiều như là mới sáng này thôi, vừa thông báo là sau khi ăn trưa thỉnh quý tôn đức lên đại chúng làm lễ bế mạc, thì Pháp Hòa mới nghĩ ủa thì thôi sẵn đây mình thay vì mấy trăm người đi, chỉ cần 10 vị tôn đức chịu khó lên thôi là giải quyết vấn đề rồi. Chứ bây giờ mà ăn cơm xong mà trăm mấy 200 người này lên nữa, mất bao nhiêu thời gian nữa, phải không? Thành thử ra sau khi quý vị ngồi đây rồi, quý tôn đức chỉ cần 10 mấy vị lên là giải quyết xong lễ bế mạc và sau đó xuống ăn cơm. Hiểu ý không? Đấy, trong thời gian chúng ta làm, chúng ta nhìn lại cái chương trình để làm sao cho nó linh động, nó hợp tình hợp lý. Mình đề xướng là như vậy, nhưng khi đi vào thực tế chương trình nó sẽ khác nữa. Thời gian, thời tiết nữa. Trong chương trình để đi kinh hành mà trời lạnh này là đúng nghĩa kinh, là kinh khủng. Kinh khủng bị hành. Rồi để hỏi đi tu vui không? Trời bị hành kinh khủng. Ăn xong bắt ra lạnh đi vòng vòng, thí dụ vậy. Cho nên có thể uyển chuyển bỏ kinh hành vì thời tiết không cho phép đó. Cái chỗ đó. Chứ mình học Phật, mình tu Phật, học Phật hiểu, và khi hiểu rồi mình hành, mà hành một cách rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà nếu vị nào nói không được, tôi phải theo đúng chương trình, cái này là không buông nè, là cố chấp nè, dù chỉ là một chương trình, thì lập tức mình trở thành một người cố chấp. Vì vậy thì buông đâu có phải tiền của không, mà ngay cuộc sống chúng ta. Tiền của thì không buông bao nhiêu, chứ lặt vặt trong cuộc sống này, chuyện gì nó xảy ra mà không buông được, rốt cuộc mình ôm bao nhiêu cái tơ vùi mà không có món nào ra món nào hết. Ở đây quý vị nhìn lại trong kho mình, tiền bạc thì không bao nhiêu, chứ hủ chao nè, hủ tương nè, hộp bơ nè, mấy cái đồ mà hộp không, trời ơi, giấy báo rồi đó, bao ni lông gì, thun gì á, trong kho đầy hết á, chứ không có gì quý đâu. Để ý là vậy. Thôi thì xin thưa đại chúng là ở đây Pháp Hòa mới nói là điều kiện thọ giới thì quý vị muốn thọ thì cứ thọ, nhưng căn bản nhất cư sĩ Phật tử đầu tiên bước đầu là thọ tam quy, tức là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, và thọ năm giới, năm cái điều đạo đức cơ bản của một Phật tử. Rồi khi nào thời gian sau mình đủ điều kiện, mình thấy mình cũng vững chắc chãi hơn trên đường tu tập, thì ba nghiệp thân miệng ý, ba nghiệp ha, thân miệng ý thường tạo tác ra 10 điều xấu. Bây giờ tu rồi thì dừng 10 cái xấu này, nhưng chúng ta còn phát triển ở cái mặt thứ hai là phát triển điều thiện từ 10 cái này. 10 cái này nó không chỉ tung ra cái xấu không, mà nó còn có khả năng đưa ra cái thiện nữa. Ví dụ nó không phải cái thân này, nó không phải chỉ sát sanh không, mà nó còn biết phóng sanh nữa. Cái thân này nó không phải nó trộm cắp không, mà nó còn biết bố thí nữa. Cái thân này nó không phải chỉ tà hạnh không, mà nó còn biết tu chánh hạnh nữa. Cho nên thân không làm ba điều xấu, mà ngược lại còn phát triển ba điều thiện ở nơi đó. Ví dụ như phóng sanh nè, hiện giờ mình không có cơ hội phóng sanh. Hằng ngày mình phóng xả những tâm niệm cố chấp, cũng là một hình thức phóng sanh. Rồi mình ăn chay nhiều hơn cũng là phóng sanh. Ví dụ nói tôi muốn thả 3.000 con cá, mà giờ không có cá cho tôi thả, thôi tôi nguyện ăn chay 3.000 giờ, thì mỗi một giờ là một con cá. Thì thay vì mình thả 3.000 con cá thì mình ăn chay 3.000 giờ là phóng sanh rồi, phải không? Rồi thay vì những cái hình ảnh mình cố chấp ai đó, mình phóng ra đi, xả đi, đừng có nuôi người đó hoài, phóng sanh đó. Người đó chọc mình đó, mình nói trời ơi, tôi thấy tới nó là tôi tức mà. Thấy mà tức mà bữa nay xả được cho người đó là phóng sanh cái hình ảnh đó. Cho nên trong kinh nói,
Bồ Tát móc mắt. Móc mắt con mắt móc được con người rồi, hết làm Bồ Tát hạnh rồi, làm được con lần à. Móc mắt đây là gì? Đừng có chấp những cái gì mình thấy. Xẻo lỗ tai nghĩa là đừng có chấp những cái gì mình nghe. Cái tai này á, làm thiện cũng nó, mà đánh người cũng nó, phải không? Như vậy thì cánh tay này là tượng trưng cho cầm nắm, mà hãy cầm nắm là tượng trưng cho chấp thủ. Cho nên trong kinh nói chặt cánh tay. Chặt cánh tay nghĩa là chặt bỏ đi cái chấp trước của mình. Chứ có một cánh tay chặt rồi cánh nào nữa đâu, mai mốt chặt nữa. Cho nên là Đạt Ma Tổ Sư hỏi Ngài Huệ Khả, đạo nhiệm màu lắm, ông quyền chút xíu vậy sao đủ để mà cầu đạo? Thì Ngài Huệ Khả chặt cánh tay dâng lên cho tổ, như vậy đủ cầu đạo chưa? Nghĩa là chặt cánh tay là gì? Nếu ở đây mình nói đạo lý là gì? Chặt cái sự buông xả chấp trước là anh sẽ cầu đạo được. Anh ở đâu cũng được hết, mà anh còn chấp trước thì ở đâu anh cũng khổ. Mà anh nhẹ nhàng được mọi sự chấp trước thì ở đâu anh cũng an vui. Hiểu ý không? Cho nên đạo vốn không nhan sắc. Đạo vốn không nhan sắc mà ngày thêm gấm hoa. Trong 3000 cõi ấy đâu chẳng phải là nhà. Trong 3000 cõi nếu mình biết an vui thì chẳng nào, chỗ nơi nào chẳng là nhà của mình. Cho nên cái bài khai thị cho một vị hòa thượng mất rồi thì mời một vị hòa thượng khác tới, coi như nhắc nhở giác linh cái vị mất đó lần cuối cùng. Ngài đã hiểu rồi thì 3000 đất nước chỗ nào chẳng phải chỗ an vui. Mình đã tự tại được rồi thì chỗ nào mình không an vui. Hôm qua từ đâu tới? Tích nhật như thị khứ, kim triêu như thị lai. Hôm bữa đi như đến đây như thế nào thì bữa nay cứ như thế mà đi. Cho nên gọi là Như Lai. Như là gì? Là như như bất động. Lai là gì? Mọi việc nó cứ đến. Đó, giống như quý vị thấy không? Đó, hết 4 ngày rồi nè. Chiều nay hoặc mai về nè. Cứ về đi. Để về để chi? Để rồi bữa khác tới nữa. Còn ở đây luôn là có chuyện lớn. Ở đây luôn thì sao? Người già sẽ không vui, sự việc nó sẽ dừng lại. Thí dụ vậy. Cho nên có đến, có đi, nhưng tâm mình thì bất biến. Cho nên cuộc đời nó đến nó đi là tùy duyên, nhưng tâm mình vững chãi với mọi đến đi và là bất biến. Tùy duyên mà bất biến. Cho nên chỗ nào cũng là hôm bữa hôm mình đến đây như thế nào, bữa nay mình đi như vậy. Bữa hôm quý vị từ phi trường đổ về đây, rồi ngày mai cũng từ đây ra phi trường. Đơn giản không? Cuộc sống đơn giản vô cùng. Mình có ăn thì phải có tiêu hóa. Ăn mà không tiêu hóa thì sình bụng, bệnh, không được. Thấy không? Có ăn là phải có tiêu hóa. Có vô thì phải có ra. Có hít vào, có thở ra. Đều đặn, hỏi khỏe không? Dạ khỏe. Khỏe là sao? Dạ còn thở. Còn thở là ta còn sống. Nhưng mà hãy ngưng thở là chết. Cho nên hôm bữa mình đi đến như thế nào thì hôm nay đi như vậy, gọi là chỗ tự tại của người tu. Tích nhật như thị lai, kim triêu như thị khứ, lai khứ tợ như như. Đó là những cái lời nhắc nhở một vị mất, một vị tu sĩ mất, trước khi đi chôn đi thiêu, thỉnh một vị hòa thượng tôn đức đến dỗ vô quan tài, nói với giác linh như vậy. Hôm bữa thầy đến đây làm sao thì bữa nay thầy đi vậy nha, không có gì tự. Thầy đến sao thì thầy đi vậy thôi. Cho nên Đức Phật đơn giản. Sanh ở đâu? Đức Phật sanh ở đâu? Trong vườn gì? Vườn Lâm Tỳ Ni. Rồi Phật đi tu ở đâu? Xuất gia ở đâu? Ở dòng sông Anoma. Rồi Phật ngồi thành đạo ở đâu? Dưới cội Bồ Đề. Rồi Phật thuyết pháp ở đâu? Vườn Lộc Uyển. Rồi Phật Niết Bàn ở đâu? Ở rừng Sa La. Như vậy rốt cuộc cả cuộc đời Đức Phật á, là một ông thái tử, mà rốt cuộc từ sanh cho tới chết không ở trong cung. Từ khi Đức Phật mất, từ sanh cho đến ngày Đức Phật mất, Đức Phật không ở trong cung. Những sự kiện lớn của Đức Phật không ở trong cung.
Như vậy thì mình thấy Đức Phật trở về với cái gì? Trở về với cái chỗ thiên nhiên tự tại đó. Nói cái chuyện đó thôi, nói cuộc đời của Đức Phật ở những cái cảnh chỗ đó thôi, đủ để chúng ta tư duy và quán chiếu. Đủ để chúng ta tư duy quán chiếu. Một ông thái tử mà rốt cuộc nằm ở rừng mất, nằm ở trong một cái rừng đơn giản mất. Cho nên ngày nay mà mình mất mà có trống, có chuông, rồi chuông mỏ tụng là hơn rồi nha. Hơn Phật rồi, không có đòi hỏi gì nữa nha. Thôi chúc đại chúng vui vẻ. Rồi, xin lỗi, chịu không nổi, nhiều câu hỏi quá. Để dành lại nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, theo chương trình thì sau khi xong thì chúng ta sẽ thỉnh Chư Tôn Đức Quang Lâm Đạo Tràng để chúng ta làm lễ bế mạc khóa tu. Và xin một lần nữa cảm ơn đại chúng đã tham dự thời khóa, và nhất là sáng hôm nay. Bây giờ chúng ta xin hồi hướng. Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Đại chúng xả chân chút xíu. Rồi, xin đại chúng chúng ta đứng thoải mái tại chỗ chút xíu ha. Quý thầy sắp xếp rồi sẽ trở ra để chúng ta làm lễ. Nhờ mấy anh lên bưng cái bàn này lui ra một bên dùng.